Hello cả nhà. Hôm nay mình sẽ trồng dặn thọ tại nhà để mình chơi Tết, mà mình trồng ít cây thôi để cho nó có không khí Tết, giống như Việt Nam có hoa dặn thọ ha. Thì mình mới mua được 12 cây dặn thọ đây rồi, cho nên bây giờ là mình đang trộn đất. Đất ở đây là mình mua đất gà đành xôi. Không, đáng lẽ là phải có sơ dừa rồi cho cháu rồi mình trộn lên cho đất nó tơi xốp các bạn, mà bây giờ mình không có rồi, cho nên là mình sẽ trộn với cái hộp này, cái hộp này như hộp xốp vậy đó, cho đất nó tơi xốp hơn. Mình trộn thêm cái này thôi, còn đất này nó gây đành xôi, trong đây là nó có đất rồi, nó có phân củi mục rồi, người ta đã đốt rồi, người ta làm phân ở trong đây sẵn hết rồi, cho nên là mình không có làm gì thêm nữa hết á. Bây giờ mình sẽ trộn đất xong rồi mình sẽ cho vào từng cái chậu như thế này. Ở đây là 12 gốc, mình sẽ trồng 6 chậu, một chậu 2 gốc ha các bạn, cho nó xè nhiều ra cho nó bự nó đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đất và mình sẽ cho vô mấy cái chậu này. Chút xíu nữa mình sẽ quay lại video ha các bạn. Đây, bây giờ mình đã cho đất vô 6 chậu. Và bây giờ là mình sẽ không cho đất đầy, đất lưng lưng thôi ha các bạn. Mai mốt mình còn bón phân, bón đất vô thêm nữa là nó đầy lên là vừa. Và đây là dạng thọ. Cây giống mà mình mới gứt ra khỏi cái chậu nhỏ nè. Rễ nó rất là nhiều, cho nên như vậy nó rất là khỏe. Các bạn đưa xuống là nó sẽ rất là tốt. Sẵn đây chia sẻ với các bạn, khi mà mình trồng bầu bí mướp cũng vậy. Khi mình gieo cây vô cái chậu nhỏ như vậy nè đó, mình đừng có hấp tấp mà mình sang ra ngoài, mình cứ chờ cho nó khỏe mạnh, rễ nó quấn nhiều như vậy nè, thì khi mà các bạn cho nó xuống đất á, nó rất là khỏe. Còn cây nó rễ ít á, còn ít á, các bạn nôm mình cho nó xuống đất sớm, cây nó yếu á, ra ngoài cái rễ nó không có đủ mạnh á, là nó sẽ dễ chết. Thôi thì bây giờ mình sẽ cho nó vào chậu. Cái chậu này nhỏ vừa thôi các bạn, đúng là trồng một chậu này một gốc thôi, nhưng mà tự vì mình muốn cho nó xòe nhiều lên á, nó bung cái bụi nó to, cho nên là mình sẽ trồng hai gốc, nhưng thực chất á, là một gốc cũng được ha các bạn, mình thích á, cho nó xòe ra. Rồi hai em đây. Mình trồng một ít mình chơi thôi, mấy năm trước mình có trồng bán nữa mà năm nay thì không có bán, tại vì trồng cái này chăm sóc cực lắm, vất vả lắm. Rồi để vậy nè, Tết cái nhà mình có nguyên một hàng bông hoa, bông dạng thọ. Rồi đây một chậu được hai cây ha các bạn. Giờ mình cho tí xíu đất lên trên để khi mình tưới nó đất nó còn sạp xuống nữa, nhưng mà đừng có đầy chậu, tại vì mai mốt nó lớn rồi mình sẽ thêm đất một lần nữa. Con mami đang trồng bông. Mami đang trồng hoa. Quá khỉ khô.
Rồi xong. Với cái hoa này á thì nó thích nắng cho nên là mình sẽ trồng ở trước sân luôn. Đây mình sẽ dời nó qua đây ngay cái vòi nước luôn, trước sân luôn. Rồi thì bây giờ mình dời nó vào đây ha các bạn, rồi mình tưới nước cho nó. Rồi sáng đây mình chia sẻ cho các bạn xem, đây là cái bông vạn thọ của mình nè. Đây đây là có một cái gốc thôi nè mà nó xòe ra, nó bung ra như thế này nè. Mình cái này là mình trồng trước để trước sân nó nhìn cho nó đẹp. Sẵn mình coi thử cái bao nhiêu ngày nó nở hoa theo cái thời tiết, cái khí hậu ở bên Úc. Cho nên là mình bây giờ mình chơi trước Tết. Còn cái phần kia thì mình để dành chơi cho nó ngay Tết luôn, chơi hoa cho nó ngay Tết luôn. Rồi thôi tạm biệt các bạn nha, mình sẽ cập nhật cái bông vạn thọ của mình vào những video tới.